những chiếc TV rất giá trị như thế này thì mỗi khi nhập xuất thì đều phải kiểm tra trước cho nó an toàn. Mặc dù là hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp, nhưng tuy nhiên hãng xuất cho các đại lý chính hãng, bất kỳ lúc nào trên đơn hàng cũng có câu là hàng xuất rồi không trả lại, chỉ bảo hành. Vì thế mỗi khi nhập hàng chính hãng chúng tôi đều phải kiểm tra rất là chi tiết. Và chỉ cần cắm điện và thử lên màn hình rồi hay không là xong. Chỉ khi đến giao đến nhà khách, lắp đặt hoàn thiện, hướng dẫn sử dụng thì lúc đấy chúng tôi mới kích hoạt bảo hành và chạy phần mềm. Đó, các bạn thử TV mới thì cứ cắm điện lên thế này là ok rồi. Thế là nhập hàng là yên tâm rồi.